Thưa quý vị và các bạn, những ngày cuối tuần vừa qua, số lượng trẻ em và phụ huynh đến hồ bơi huyện Chợ Gạo để bơi và đăng ký học bơi nhiều hơn. Không chỉ giúp con thư giãn sau các giờ học, các bậc phụ huynh còn mong muốn con mình được học môn bơi lội, vì môn thể thao này mang lợi ích sức khỏe, đặc biệt là lứa tuổi đang phát triển về thể chất và tinh thần, rèn luyện cơ thể dẻo dai, linh hoạt, đặc biệt thúc đẩy phát triển chiều cao. Đồng thời các bậc cha mẹ muốn cung cấp cho con kỹ năng sống an toàn, phòng tránh đuối nước trong dịp hè này. Ngay khi hồ bơi Chợ Gạo đi vào hoạt động vào tháng 1 năm 2021, tạo điều kiện thuận lợi cho những ai yêu thích môn thể thao này, các bậc phụ huynh quan tâm đến việc đăng ký cho con mình học bơi nhiều hơn. Chỉ sau mấy buổi tập, một số em đã nắm vững các động tác kỹ thuật và biết bơi cơ bản. Các lớp dạy bơi đều có sự tham gia của đội ngũ giáo viên giáo dục thể chất, các hướng dẫn viên là vận động viên, huấn luyện viên bơi lội có kinh nghiệm và chuyên môn tốt. Hồ bơi quy mô lớn được đầu tư xây dựng với tổng diện tích 1.303 m², bao gồm các hạng mục như hồ bơi người lớn với 8 làn bơi, hồ bơi nhỏ, các làn bơi đạt chuẩn theo quy định, đã thu hút đông đảo người tới học bơi, tập luyện. Lúc trước thì em cũng muốn cho mấy bé nó đi học, nhưng mà tại vì ở đây lúc trước là chưa có hồ bơi cho nên là không có điều kiện để cho mấy bé nó đi học đó chị. Với lại thêm một phần nữa là cho mấy bé nó rèn luyện kỹ năng cho nó bơi, cho nó tự bảo vệ mình đó. Nhiều khi không có em thì có cũng tự bảo vệ mình được. Bơi là giúp tăng chiều cao với tăng sức khỏe, với giúp cho mình cái kỹ năng bơi. Con đi bơi, con gặp các bạn rất vui và ba mẹ rất ủng hộ. Cũng yêu thích môn bơi lội, hai chị em Quỳnh Ngọc Thiên Kim và Quỳnh Ngọc Hoàng Kim, ngụ tại thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, được ba mẹ đưa đến hồ bơi Chợ Gạo vào những ngày cuối tuần để các em được vui chơi sau những ngày tập trung ôn luyện, hoàn thành các môn thi của học kỳ 2. Dạ con học ơi, ở đây cũng lâu rồi và được sự ủng hộ của cha mẹ. Qua quá trình học bơi này con đã luyện bơi được và không sợ. Được sự ủng hộ cha mẹ con rất vui. Trong quá trình học bơi nó đã giúp ích cho con là biết con biết lội và tránh trường hợp đuối nước. Và con có thể đi chơi ở những nơi có sông hoặc hồ nhưng vẫn còn phải có sự giúp đỡ của người lớn. Trong mùa hè này, hai chị em con thường đến đây bơi thường xuyên vào thứ Bảy và Chủ nhật. Sau 2 năm chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, năm nay hoạt động dạy bơi trên địa bàn huyện đã sôi động trở lại. Càng gần đến hè, số lượng các em đăng ký học bơi ngày càng tăng lên. Đây cũng là một tín hiệu đáng mừng trong việc đào tạo một lực lượng vận động viên đủ số lượng và chất lượng ở mọi lứa tuổi cho phong trào thể dục thể thao của huyện. Theo đánh giá của ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao huyện Chợ Gạo lần thứ 9 và Đại hội Thể dục Thể thao ngành giáo dục đào tạo huyện năm học 2021-2022 tổ chức dành cho học sinh bậc tiểu học, trung học cơ sở, thì môn bơi lội về số lượng và chất lượng đều tăng hơn so với những năm trước đây. Từ đó, tuyển chọn các vận động viên có thành tích xuất sắc tiếp tục tập luyện tham gia các giải đấu do tỉnh Tiền Giang tổ chức, đồng thời đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao trong học sinh ngày một phát triển. Cái môn thể thao bơi lội là một trong những môn thể thao chiến lược, có một cái tầm phát, cái hướng phát triển rất là rõ ràng ở thời điểm hiện tại. Với nhiều lý do, có thể kể đến là về sức khỏe, môn bơi thì giúp cho các em nhỏ cũng như là các người tham gia môn thể thao này phát triển toàn diện về thể chất cũng như là tinh thần. Thể chất ở đây là các em có thể phát triển được chiều cao, phát triển về sức khỏe. Về tinh thần thì sau những cái thời gian mà học tập vất vả ở trường học thì các em học sinh có thể là tham gia vui chơi, giải trí lành mạnh, tránh xa được những cái tệ nạn xã hội. Cái lợi tiếp theo là với cái đặc thù ở miền Tây thì có rất là nhiều sông nước. Khi mà các em nắm bắt được cái kỹ năng bơi thì sẽ giúp ích rất nhiều trong việc giúp các em tránh được những tai nạn đuối nước cũng như là giúp các em phát triển được kỹ năng sống. Bên cạnh việc tổ chức các lớp dạy bơi để xây dựng một môi trường an toàn cho trẻ, các địa phương trên địa bàn huyện Chợ Gạo cũng tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho mọi người. Riêng các bậc phụ huynh cần quản lý, không để các em tự do tắm sông mà không có người lớn đi cùng trông nom.
Đây là những giải pháp nhằm nâng cao tầm quan trọng của việc học bơi dành cho trẻ em, để những ngày hè của các em trở nên an toàn và ý nghĩa hơn.